Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 5, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 5 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Bây giờ đến với môn tiếng Việt thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta tiết luyện từ và câu. Chúng mình sẽ luyện tập về đại từ tiếp theo. Và đến với tiết luyện tập về đại từ này thì chúng ta sẽ luyện tập thực hành một số bài tập. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với bài tập 1A. Bài tập 1A thì yêu cầu ở đây đó là chọn các từ dùng để xưng hô tôi, anh, chúng ta thích hợp với mỗi bông hoa để hoàn chỉnh câu chuyện vui dưới đây. Thì như vậy chúng ta thấy yêu cầu ở đây đó là chọn các cái từ dùng để xưng hô, đúng không? Cụ thể đó là tôi, anh, chúng ta thích hợp thay vào những bông hoa như thế này ở đây. Vậy thì để làm được thì chúng ta cần phải đọc lại cái câu chuyện vui này. Và bây giờ thầy sẽ đọc cho chúng ta nghe, sau đó thì chúng ta sẽ cố gắng dừng video và đọc lại câu chuyện này. Thì có thể quan sát trên màn hình hoặc là quan sát ở trong sách giáo khoa. Suy luận của Sherlock Holmes. Sherlock Holmes và bác sĩ Watson đi cắm trại. Hai người nằm ngủ trong một chiếc lều. Gần sáng, Sherlock Holmes lay bạn dậy và hỏi: "Watson, nhìn xem, thấy cái gì?" "Thấy rất nhiều sao." "Theo anh, thế có nghĩa là gì?" "Nghĩa là sẽ có một ngày đẹp trời." "Còn nghĩ sao?" "Theo điều này có nghĩa là ai đó đã đánh cắp cái lều của." À, như vậy là thầy vừa đọc xong cho chúng ta nghe cái mẩu chuyện vui suy luận của Sherlock Holmes. Thì chúng ta thấy sẽ có 9 câu, đúng không? Và từ câu số 4 thì chúng ta thấy sẽ có những cái bông hoa. Câu số 4, câu số 5, câu số 7, số 8 và số 9. Thì chúng ta sẽ dùng những cái từ để xưng hô như là tôi, anh, chúng ta để thay vào những cái bông hoa như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ dừng video và thực hiện, sau đó quan sát lên màn hình để xem kết quả chúng ta có làm giống với bài làm của thầy trên màn hình hay không. Bây giờ chúng mình sẽ chia sẻ đáp án nhé. Thì ở đây chúng ta thấy chúng ta sẽ thay bông hoa từ câu số 4, đúng không? Nhưng mà câu số 1 thì chúng ta thấy Sherlock Holmes và bác sĩ Watson đi cắm trại. Hai người nằm ngủ trong một chiếc lều. Câu thứ hai. Câu thứ ba, gần sáng Sherlock Holmes lay bạn dậy và hỏi. Câu số 4, Watson, nhìn xem. Vậy chúng ta sẽ thay ở đây là à, chính xác, đó là anh thấy cái gì? Vậy câu số 5, bông hoa đầu tiên. À, đúng rồi, chính xác. Tôi thấy rất nhiều sao. À, đó là những cái từ dùng để xưng hô, đúng không? Tiếp theo chúng ta thấy câu số 6, theo anh thế có nghĩa là gì? Vậy câu số 7, bông hoa câu số 7 sẽ là nghĩa là à, đúng rồi, chúng ta sẽ có một ngày đẹp trời. Còn câu số 8, còn chính xác, anh, còn anh nghĩ sao? Đây cũng là đại từ gì để dùng để xưng hô, đúng không? Anh nghĩ sao? Theo tôi, điều này có nghĩa là ai đó đã đánh cắp cái lều của chúng ta. Như vậy là chúng ta thấy bông hoa đầu tiên sẽ là anh, bông hoa thứ hai câu số 5 sẽ là tôi, bông hoa tiếp theo câu số 7 chúng ta, câu số 8 sẽ là anh và câu số 9 là tôi. Tiếp theo sẽ là cuối cùng là chúng ta. Thì bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu B. Tìm đại từ thay thế trong câu 6, tức là câu câu theo anh thế có nghĩa là gì? Câu số 6 nhé. Những đại từ nào có thể thay thế cho đại từ đó? Thì bây giờ chúng ta có thể thấy là câu số 6 thì chúng ta sẽ thêm những cái đại từ nào để mà thay thế được. Ví dụ như theo anh, đúng không? Theo anh thế có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ thay thế tìm cái đại từ thay thế trong câu 6
những đại từ nào có thể thay thế cho đại từ đó. Thì ở đây chúng ta có thể thấy những cái đại từ có thể thay thế cho đại từ ở trong câu 6, đúng không? Như ví dụ như là gì? À, thì chúng ta có thể thấy là đáp án vậy, theo anh thế, thay thế. Thì như vậy chúng ta có thể thấy theo anh vậy có nghĩa là gì? Như vậy thì đại từ ở đây chúng ta có thể thay thế trong câu 6 là đại từ có thể thay thế được, đó là vậy. Hoặc là đó, theo anh đó có nghĩa là gì? Hoặc theo anh thế vậy có nghĩa là gì? Thì chúng ta có thể thay thế đó là vậy. Câu C, đại từ nghi vấn trong câu 8. Đại từ nghi vấn trong câu 8 bằng một đại từ nghi vấn khác. Chúng ta có thể thấy đại từ nghi vấn trong câu số 8, đúng không? Thì đó là còn anh nghĩ sao? Vậy thì chúng ta có thể thấy là thay các cái từ trong câu số 8 này, đại từ thay thế còn anh thì anh nghĩ sao? Chúng ta có thể thay thế bằng những từ khác như thế nào? Nghĩ sao? Đúng không? Nghĩ sao thì chúng ta thấy là có thể thay thế bằng những từ nào? À, chúng ta có thể thay thế là gì? Ở đây thì chúng ta có thể thay thế là gì? Anh nghĩ gì? Còn anh nghĩ thế nào? Đúng không? Thay từ sao này, nghi vấn này thì chúng ta thấy sẽ bằng từ gì, hoặc là từ từ sao cũng là nghi vấn để hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Dùng đại từ để thay thế cho những từ ngữ lặp lại trong mỗi đoạn dưới đây và cho biết dùng đại từ thay thế như vậy có tác dụng gì. Chúng ta thấy sẽ có 3 câu. Câu thứ nhất là A. Thành Tăng tổi một quyển truyện tranh. Thành tặng tôi một quyển truyện tranh. Việc Thành tặng tôi một quyển truyện tranh làm tôi rất xúc động. Thanh nhìn ra cái khung cửa mở rộng. Ngoài cái khung cửa mở rộng là một khu vườn xanh mát. Tôi thích xem phim hoạt hình, chị tôi cũng thích xem phim hoạt hình. Như vậy thì chúng ta thấy có cái đại từ nó lặp lại ở đây, đúng không? Thành tặng tôi một quyển truyện tranh. Việc Thành tặng tôi một quyển truyện tranh. Chúng ta thấy có lặp từ ở đây lặp lại, đó là quyển truyện tranh. Vậy thì chúng ta sẽ thay những cái đại từ, thay bằng thế cho những cái từ này bằng đại từ, dùng bằng đại từ thay thế. Và khi thay những cái đại từ đó thì chúng ta thấy có tác dụng gì? Câu thứ hai, câu B, Thanh nhìn ra cái khung cửa mở rộng. Ngoài khung cửa mở rộng chúng ta thấy là lặp lại là khung cửa mở rộng, đúng không? Hay là câu C thì đó là xem phim hoạt hình, xem phim hoạt hình. Vậy thì chúng ta sẽ thay thế để dùng những cái đại từ thay thế nào cho nó phù hợp. Ở đây thì câu A chúng ta có thể dùng một số từ, đúng không? Ví dụ như là việc, đó, hay là này, đấy, ấy, đúng không? Ví dụ việc Thành tặng việc đó, hay là việc Thành tặng tôi một quyển truyện, việc đó làm tôi rất xúc động. Chúng ta có thể thay thế bằng từ đó, đúng không? Thành tặng tôi một quyển truyện, việc đó làm tôi rất xúc động, thay từ đó. Hay là từ này, Thành tặng tôi một quyển truyện tranh, việc này làm tôi rất xúc động. Chẳng hạn là việc đấy làm tôi rất xúc động, việc ấy làm tôi rất xúc động, thì thay thế một số đại từ thay thế đó, này, đấy và ấy. Còn thứ hai, ví dụ như là câu thứ hai thì chúng ta sẽ thay bằng từ gì? Đó cũng được, đúng không? Ngoài ngoài gì? Ngoài ấy, ngoài đó. Thanh nhìn ra cái khung cửa mở rộng, chúng ta thay được câu tiếp theo mà bằng những cái đại từ thay thế. Ngoài ấy, ngoài đó là một khu vườn xanh mát. Đó là một số đại từ thay thế để thay cho những cái từ lặp lại này. Câu C thì chúng ta thấy là
Ví dụ dùng đại từ thay thế ở đây đó là gì? À đúng rồi, từ phim hoạt hình thì chị tôi cũng thích xem như thế như vậy đúng không? Ví dụ như chị tôi cũng thế, chị tôi cũng vậy, tôi thích xem phim hoạt hình, chị tôi cũng vậy, chị tôi cũng thế. Và chúng ta thấy những cái đại từ thay thế này thay thế cho những cái từ vừa rồi thì để làm gì? À đúng rồi, để tránh tránh lặp từ đúng không? Tránh lặp từ đi lặp lại nhiều lần. Chúng ta thấy câu văn nó không có hay. Như vậy thì chúng ta sẽ dùng một số đại từ thay thế để thay thay cho những cái hoặc những cái từ ngữ nó lặp lại này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 3, chúng ta đóng vai bác sĩ Watson trong câu chuyện suy luận của Sherlock Holmes, viết câu đáp lại lời của Sherlock Holmes, trong đó có chứa một đại từ. Thì ví dụ như là ôi tôi không chú ý. Giờ chúng ta phải làm gì? Ôi tôi không chú ý giờ. Giờ chúng ta thấy một số câu chứa đại từ ở chúng ta đúng không? Hay là hả? Sao anh không nói ngay việc đó, việc đó, việc đó đúng không? Hay là anh thật là hài hước, hay là ví dụ như đại từ xưng hô đó là anh đúng không? Thì đó là một số ví dụ để cho chúng ta có thể đóng vai và nói trong câu chuyện suy luận của Sherlock Holmes. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động trong tiết luyện từ và câu, luyện tập về đại từ. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.